Bóng đá giải Saudi Pro League, thị trường chuyển nhượng nóng bỏng với sự có mặt của nhiều tên tuổi lớn gia nhập giải Saudi Pro League trong mùa hè năm nay. Không chỉ có Cristiano Ronaldo, mà còn Sadio Mane, Riyad Mahrez, Jordan Henderson, Karim Benzema và cả huấn luyện viên Steven Gerrard. Đây là diễn biến đáng chú ý trong giải đấu khi các câu lạc bộ như Al Ittihad và Al Nassr sở hữu nguồn lực tài chính dồi dào, thu hút thành công những cầu thủ có kinh nghiệm, không cần chiêu mộ các tài năng trẻ hoặc cựu ngôi sao. Tuy nhiên, giải Saudi Pro League đã áp dụng một chiến lược khác so với các giải ngoại hạng ở Nga, giải Super League của Trung Quốc hay giải MLS ở Mỹ trước đây. Hầu hết những cầu thủ đến giải này không thiếu lựa chọn khác, nhưng họ đã chọn Ả Rập Xê Út vì nhận thấy đây là sự lựa chọn tốt nhất. Các câu lạc bộ ở Saudi Pro League đã chi tiêu không ít tiền để đưa các ngôi sao đến đấu trường này trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, tạo nên cuộc đua hấp dẫn. Mặc dù giải Saudi Pro League đã chi khá nhiều tiền để chiêu mộ cầu thủ, nhưng bóng đá châu Âu vẫn thống trị. Giải đấu này hiện đứng thứ 5 trong danh sách các giải hàng đầu thế giới về tổng chi phí chuyển nhượng mùa hè. Giải ngoại hạng Anh dẫn đầu với hơn 1,4 tỷ đô la Mỹ chi tiêu tính đến ngày 30 tháng 7. Tiếp theo là giải Serie A, Ý, 586 triệu đô la Mỹ, Ligue 1, Pháp, 503 triệu đô la Mỹ, Bundesliga, Đức, 494 triệu đô la Mỹ. Giải Saudi Pro League chi hơn 332 triệu đô la Mỹ, vượt trên giải La Liga, Tây Ban Nha, 275 triệu đô la Mỹ. Đây chỉ mới là bước khởi đầu trong việc thay đổi thị trường chuyển nhượng của Ả Rập Xê Út. Quốc gia này có tham vọng khuynh đảo thị trường đến năm 2030, thời điểm nước này đặt mục tiêu chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2030. Đến thời điểm đó, Ả Rập Xê Út hy vọng tổ chức sự kiện bóng đá hàng đầu thế giới và tiếp tục thu hút các ngôi sao hàng đầu đến thi đấu tại giải Saudi Pro League.